Suốt 10 năm qua, người dân tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị hết sức lo lắng với hiện tượng nước giếng khoan bốc cháy. Hiện địa phương này đã bước đầu nhận định là do dòng khí metan ở dưới lòng đất đi theo ống giếng khoan nên gặp lửa thì bốc cháy. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, khu vực thôn Vân Hòa vốn là một vùng trũng bị bồi lấp. Động thực vật bị bồi lấp sinh khí metan. Khi khoan giếng chọc trúng dòng khí này bốc lên, châm lửa vào thì bốc cháy. Và trong khi đó, với nhiều người dân Quảng Trị, họ vẫn hy vọng rằng đây là một mỏ khí tự nhiên nào đó có giá trị, mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương. Gia đình ông Trương Xuân Hiến, 57 tuổi, trú tại đội 4, thôn Xuân Hòa, xã Triệu Hòa, hiện đang sở hữu giếng khoan kỳ lạ, cứ châm lửa là bốc cháy. Giếng này được ông Hiến khoan vào đầu năm 2007, độ sâu khoảng từ 39 đến 40 mét. Khi mồi lửa thì miệng giếng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cao đến 50 mét, 50 cm. Ông Hiến dùng khoảng 0,3 mét khối cát lấp giếng nhưng ngọn lửa chủ yếu đi chứ không hề tắt. Cả thôn có 240 hộ, đa số đều dùng giếng khoan, nhưng chỉ duy nhất giếng của nhà ông Hiến bốc cháy một cách kỳ lạ.